các bạn nha, đang tiến vào nhà thờ. Đây các bạn, đám cưới trong nhà thờ hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Quang cảnh rất là đẹp các bạn nha. Hiện tại với châu chỗ để chuẩn bị đi. Vâng, kèm như chúng con rất chân là đối với ô tô
là tàu Vân Đất Giang. Này có mất tên gầm bắc cờ sang quốc Đất Mạc Giang, họ biết thành lực dân và ta đồng bộ được khai đi. Kế tầng khi Trung Quốc ao dung mơ, giao công đội đi, này lưu lưu, mở tàu biết ngày tầm bộ ôn, rồi ông sắp hát, con ông chờ liên ra đi, mà màu con cả đơn. À, phố vừa mê lọ, nguyện con xa, có huyên, con ông cả sát hạ răng, mở mê lọ. Mở mộ mở mê là con xa cá quét kiện dân bê cao dân công cổ kiện ai nga thăng cả ta thành cổ đều dân dạ khôi mở mê là vui vân thưa kẻ dân dạ công đồ thì phước vân tầm khá chất John Rian tầm khá bao dân sân tầm khá chất bao dân sân kẻ nút cơ ảnh kê bóc dân công cổ đi cắm xúc xung mỏ cơ lời cầm thân thì chứ nút kiện tầm bà ta John Rian tầm khá chất bao dân sân thì trong gian sẽ luôn sẽ là kẻ nhất kẻ nhị nhất tầm sinh nhất tay Thank you.
Hallelujah. 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 Yorayan tantro dev kenap keluar anak lalu. Betau bin betau kain ko kain dari wet mal polkon. Yang ni yor itu kain ko kain di wet mal polkon. Hela tantuk polkon gamla jauh dari betau Chris ber polkon macam cek. Adi la polkon ni kain ko di yang la. Bây giờ nhà mình coi vô thì vô vô lai cho ta sôn con đu lửa ra đi lột tốt tầm đu nhà. Ở phần đó với con nước mà còn còn kinh kinh kis. Gió ra nhà mà có kinh tâm. Tâm chưa ăn dương đồ. Còn từ lúc tôi bớt bao ân túc dơ đơn mang và tôi dơ nghiếp kết. Là tôi dơ mà còn chút mai cho ra nhà tâm trồ và tao nên chân kết. Á lắc hàn tâm hức. Tao nên môn gus dê con nus về rút sắc nhan tâm trồ. Do ta cứ có rưỡi rưỡi mình biết mà cần rành vô kích lâm. Mở lâu chứ là tao nên tâm gus hiu nạ sân rọc ngăn tạm sơ đề đền. Thì cứ ôm phán con là Adam và nó Evia. Dớ mà chắc tua là con ngon rốc giang sôr và là rưỡi rõ in. Thì cứ ta cứ cầm kích tâm ta lon con nhan tâm trồ. Cô con phán lớn chắc. Dia tak bukan gus, tetapi jumtu kau yang tamje angrindo, tetapi jum tambau nak tamu cerias digul jauh pon rom justapa mamilo konsa kafe. Jadi yang alang alang mau batang je yang gus mak, sekian tak banyak bok tapi yang nang air keluar pon jatuh tambah tak tambau. Yang rumun tak tambau lo, nang lo dalam benang. Urbauin jadwalot amrajalat amrajis berkali. Yang bongnya percalam bu, petabjung kesetajak cangit ngar lambukon petabjung betukok amsanya. Tutip podes jago calit penyi lak tarap tersen mukambi petabjung do. Niya tujuan, malah betukok asan donak terailem. Kalau je yang bongnya ay petajak cai kris, yang migo. Di jauh benua betul boleh di, jauh benua betul tak boleh mat tanggung jumbo tanung jadi yang betul peran Owen, nah mui jenaulus yang di nak benua kranji, lalu kemenang urplau Owen jenwalau pam merakis berkah, dan yang dongkol jual mana bukan kiriak klik, nih gunak ya, betul om tegul tau ke pam betul jumbo, buat ingam mintet kiriuk. Dungot yang tak licu anak petali adima tercul macu lega-legain kabel yang wasang je. Bila kita sok sanggur kaitle ditentus tang peduk sanggur. Konjerus je peran kuisuan yang kita junduk kuai kami bentuk je setelah terus dijer tante dengan keluar yang aku ayam. Konhol yang pangsian yang disyukuris. Ayus itu sebabnya petaris berbentuk panjang, yang di pulau Selimut panjang itu sangat. Kalau di kita pihak kawasan, tapi lah pembawa pulau dengan petangan itu yang dengan petangan yang mati. Kita lah petangan bawa di bos rupiah itu ialah komisi dukling petaranya yang di hul hancur, mahancur kalau di kita komuniti kohijau. Hãy thúc đẩy phản mô sự hướng nhận nhau đi. Kế tăng tốt nặng hình anh tôi đi là chào tôi nha. Bất cứ khi quên lớp nông rộng vô đi. Mà tâm rộng đi kèm quên tự hướng hạ đi. Ghen phản mô chỉ nào yên đi. Nàng hình phản phát tế giúp. Mà chỉ nào yên đi sau đời. Mà to số khuôn cao đi. Tâm ra ít chờ chốt đi. Nàng kết của ta bị lưu ngại đi. Biết kế năng kết đồ hình quên phản bệnh bản đi. Và ta tôi chú lắc là. Rộng rộng khuôn cao đi. Rộng rộng cơ Baur pal donjuk di bawah seragoji print tanpa saya budget balik saya balik baru print. Ejalah baur donjuk tag di bawah ID. Kedulatlah tanggulam yunak di nang kuingin petalengai kuingin pal donjuk baur pal donjuk di macam petai pal donjuk di. Takut seragam ini berindah, mengalami dustur ngoti, petang kris, mengontuk, dan bergabung. Dia kegibat itu lah,
nàng hiu nát anh Đức Phật ta rí như này thì do đây là hạnh phúc á, thì lai nhân biết là chúa Phật tôn tu thì bảo là ô hoa chợ năm và ngô sẽ đến chăm chút tôi nhìn chẳng làm được gì có sắp ra đêm chờ bước ngài đồ đêm năm ba năm ta phải một cầu có chung âm là quốc gia thằng mạch nên đi và có đất mê được chứ hứa thằng bước cầu sau về ra sơ mây về sang tăng bộ được có tri người gian sinh sung thành đẹp tao gian sai mạch thằng mạch thằng cầu thằng cầu Thank you.
từ vườn Eden muôn thuở lưu truyền, tơ tóc kết xe linh huyền, xương thịt do Chúa liên hiệp chi chi, ân ái trăm năm trọn nghi, hậu tự nhiều như các biển sao trời, vinh hiến Chúa Cha đời đời. Kia Cana xưa hôn lễ lạ lùng, vui có Chúa con giữ cùng. Tiếng bồ đào kia trung hướng ơn hồng, ai nấy chén vui thêm nồng. Hôm nay xin Chúa vui ngự lâm đây, ban phước cho đôi bạn này. Đồng đồng tác đi non nước một lời, vinh hiến Chúa con đời đời. Lời vang còn ghi hôn lễ đạo thường, do chính Thánh Linh dạy tường. Trong đầu vợ thân yêu kính một niềm, khi nắng lúc mưa không biển. Christ và Hội Thánh tương hiệp tương thông, chân lý kia gương vợ chồng. Chồng vợ ngày nay vâng giữ như lời, vinh hiến Thánh Linh đời đời. Mừng giờ thành hôn reo khúc kim cầm, nay hối thánh ta nguyện thầm. Lạy ngài rồi ơn đôi lứa ngày ngày, vinh hiến Chúa ba ngôi dày. Ăn ở soi sáng tin lành nơi nơi, bông trái như sao trên trời. Tân hội tiệc chiên trên khoáng không đầy, chung hương sương ca vui vầy. Lạ lùng thay hôn lễ ban đầu, nguyên chi Chúa Cha nhiệm màu. Từ vườn Ê-đen muôn thuở lưu truyền, tơ tóc kết xe linh huyền. Xương thịt do Chúa liên hiệp chi chi, ân ái trăm năm trọn nghi. Hậu tự nhiều như các biển sao trời, vinh hiến Chúa Cha đời đời. Kia Cana xưa hôn lễ lạ lùng, vui có Chúa con giữ cùng. Tiếng bồ đào kia trung hướng ơn hồng, ai nấy chén vui thêm nồng. Hôm nay xin Chúa vui ngự lâm đây, ban phước cho đôi bạn này. Đồng đồng tác đi non nước một lời, vinh hiến Chúa con đời đời. Đây các bạn, giờ lễ đám cưới là sau rồi nha các bạn, chuẩn bị về lại cái sạp đám cưới để chuẩn bị dự tiệc trưa nha các bạn. Mọi người đang về phía trước, cô chú rể đang ở phía sau nha các bạn. Đây, một ngày rất là đẹp trời nha các bạn. Đúng rồi. Rước hồi sáng rồi anh. Dạ. Cô vô chú rể mới về các bạn nha, đi xe máy về.
đây là cái đám cưới hôm nay nha các bạn. Tiệc trưa. Buổi tiệc trưa nha các bạn. Hãy nhớ mẹ à. Quay ơi bà tân. Quay cho chú rể nha các bạn. Đó, xem đi. Đó, đây là hai bác ruột của mình nha các bạn. Đây, bà tân lăng tiêu bà tân. Nào, đồ hèn am tọ mà bà tân. Lấy nhạc mà có mặt tên là này. Cần. Nói em bị in đây này. Cần. Nói em cạnh bật tên này tí giờ rồi. Cần. Cần. Đám cưới hôm nay chỉ có nước ngọt thôi các bạn nha, không có rượu bia nha. Một nét đẹp trong đám cưới tin lành hay các bạn. Mọi người chuẩn bị đến đông đủ hết rồi. Covid-19 ngăn thôi. Kính thưa tất cả quý vị, và ngày hôm nay trong niềm vui của cả hai gia đình, đặc biệt chúng ta đến nơi đây để cùng chúc mừng cho đôi bạn
Sa Phát và Ca Huê. Xin mời tất cả chúng ta cùng một lần nữa chúc mừng cho cả hai bạn và xin mời hai bạn cùng tiến về sân khấu để chúng ta có thời giờ để cùng chào đón tất cả quý vị và khách nơi đây. Xin mời hai bạn. Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầu, nguyện chi Chúa Cha nhiệm màu. Từ vườn Ê-đen muôn thuở lưu truyền, tơ tóc kết xe linh huyền. Xương thịt do Chúa liên hiệp chi chi, ân ái trăm năm trọn nghi. Hậu tự nhiều như các biển sao trời, vinh hiến Chúa Cha đời đời. Kia Cana xưa hôn lễ lạ lùng, vui có Chúa Con dự cùng. Tiếng bố...